Một sự kiện đặc biệt của BSC Isamen, chương trình vinh danh hệ thống GN Party 2021 chào đón 2022, duy nhất được tổ chức vào thứ Bảy ngày 16 tháng 1 2022 lúc 19:30. Đây là một chương trình được đầu tư hết sức bài bản, chuyên nghiệp trên online thông qua ứng dụng Zoom. Chính xác, đây là đêm của những tinh anh trong nàng thẩm mỹ mỹ phẩm. Tại sự kiện lần này, bạn sẽ được chứng kiến lễ tôn vinh thành viên hệ thống để ghi nhận công sức to lớn của các thành viên đã chuyển mình mạnh mẽ đem về doanh số bất chấp đại dịch Covid-19. Phần thưởng là những món quà vô cùng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi thành viên. Một chương trình có 102 dành cho thành viên BSC trên khắp mọi miền Tổ quốc quy tụ về chung vui, cùng với những giải thưởng vô cùng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, với các giải thưởng hấp dẫn như ô tô, xe máy, hàng ngàn chỉ vàng GSC. Không dừng lại ở đó, sự kiện còn đem đến cho bạn những tư duy, định hướng, chiến lược bứt phá doanh số năm 2022 từ ban lãnh đạo BSC. Bạn còn được chứng kiến những siêu phẩm có 102 chào đón thị trường 2022. Year End Party 2021, một chương trình bạn không thể bỏ lỡ trong cuộc đời. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Year End Party 2021 vào ngày 16 tháng 1 năm 2022. Hãy đăng ký ngay với tuyến trên để được ghi danh tham dự chương trình này.